Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 4 tháng đầu năm 2024, huyện Ân Thi đã giải ngân được 37% kế hoạch đầu tư công của cả năm. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công huyện Ân Thi được giao hơn 390 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm, huyện Ân Thi giải ngân gần 150 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch được giao. Trong đó, các dự án do xã đầu tư đã giải ngân được gần 85% kế hoạch, dự án do huyện đầu tư đạt 41%. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn của tỉnh mới đạt 2 tỷ đồng trên 162 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến việc giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt thấp chủ yếu do bố trí các công trình khởi công mới trong năm. Các dự án này đang trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Hiện tại, huyện Ân Thi tiếp tục rà soát lại kế hoạch đầu tư công năm 2024, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án, tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.